Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Rồi, hello bạn, hiện tại thì Soka có mặt tại cái gầm cầu. Rồi giờ mấy anh em đang chuẩn bị bi ná, chuẩn bị đi săn thợ lội anh em. Đây là biệt đội săn thợ lội của mình. Đây là chậm lùng, tiền B, cái này ba báo, cái này là bảo ỉa nghe nè. Rồi đây là tính già block. À, bảo ỉa có cái miếng có cái tên là gì đây? Sắc bôi. Unit Casey gì đây? You minute at cow gì đây? Sắc bôi Bieber gì, ear gì, sắc bôi gì, go whip wet gì, you gì đi. Sắc bôi đất cơm gì. Rồi có rồi. Mỗi trái luôn thầy ơi. Giờ mấy anh em mình đang chuẩn bị đi sang thợ lòi nè. Giờ vô bi, ba vô dây. Đây biệt đội sang lòi nổi tiếng ở Trà Vinh luôn. Đi quay xương cho anh em coi. Được, chạy lên kêu rồi vòng ra cầu. Rồi tiếp tục anh em ơi, để quay cho anh em coi. Nhưng mình với tiếng già vòng đường hẹn em, ăn đầu. Trọng với anh ba mình lộ bên kia vô vườn tôm ta không biết ngáo ngáo thì bị ta chửi không. Rồi hiện tại là Trọng đang lùa anh em, lùa mấy cái thợ lội trong mấy lùm này, rồi nó ra bên mé nè, ra hai bên qua bên kia có anh ba báo anh đón mình ở đây. Tiếng già với bảo thằng nặng, tiếng già này bắn vô tay nè, bầm tím hết trơn, lặn á, làm nọt quá lặn rồi. Làm nọt quá lặn rồi. Mấy con giờ bảo. Mấy con rồi. Thôi anh ba ơi, thò lò thôi anh ba ơi. Thả lòi thôi anh ba ơi, bậy lắm đó. Trời trời. Bê đây nè, ba cũng còn nè. Trời trời. Thà lòi gì mà nó bự. Này Tấn ơi. Một con à Tấn. Hai con là Tấn. Chưa để nhỉ chỗ mình coi. Cái này chắc anh mò luôn rồi. Không, em đi theo cái cây á. Ba con rồi đó, hai con rồi đó. Con đó nữa ba. Rồi đó. Tỉnh đó, con đó tỉnh đó. Đi theo cái cây đó là hai con đó. Ui sao lọt nữa kìa. Rồi. Nghe cho này con. Đó con rồi, nhìn chú cho con. Ừ. Ba con. Điên này nè. Sợ em thấy ổn. Kìa. Mấy con nhỏ. Nó vô đây ba con, bắn chết ba con rồi đó. Nó
sợ cứ không thấy uổng. Nè lại anh chỉ là anh chỉ em thấy ba con luôn nè. Em đi giữa cây nè Tuấn. Thấy chưa? Đến con thấy chưa? Rồi. Đến con thấy chưa? Rồi. Chỗ nghe đục 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 đó nè em. Để em ra đấy, để em ra đấy. Đó. Đến con thấy không? Rồi chỗ đục đục đó con, rồi mấy ngay ngay chỗ đó con đó đó. À, thiệt tiếc thiệt, không qua đó được. Trời. Thì đi đi, anh em đi luôn nè. Đó có đúng không? Nè anh xỏ 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 đây đi, xỏ xỏ mang đi em cầm cho. Xỏ mang nó vô. Sợ ngủ. Chỗ đục đục này con này mò đi. Đấy hả? Ừ. Ủa đây mới lụm mà. Xích tới chút xíu nữa, vòng vòng ở đó, chỗ đụng. Anh ba rồi. Chị tới, chị tới. Chỗ chị vậy á? Có quay vậy? Thôi rồi nè. Trời. Cái gì anh em ơi? Kìa nó xuống kìa anh ơi. Rồi thấy rồi thấy rồi. Bò vô bò vô. Này cái này mình con này lầm rồi. Xong rồi, con này xong rồi. Gì còn nữa đó. Làm nó luôn, bự kìa. Anh thấy mà. Kìa. Trời ơi. Kêu bê qua. Con nào con nấy. Ê nó tỉnh kìa. Tỉnh kìa. Trời ơi. Rồi, sao không khỏi bắn từ đây. Chưa. Ủa trời ơi, em thấy nó chết. Vô rồi. Cái con này bự không à? Trọng đầu hang được không? Ừ. Con đó nè, anh bắn xuống viên rồi nè. Cưng đào hang không? Trọng cưng đào hang không? Cực, mà cưng đào hang được không? Hai, hang cái lớn rồi nè. Không, ở đây hôm qua nó lú đầu ra, mà nãy cò xuống đây nó dí nó hộp vô. Nè, ở đây nhìn cái hang thôi là khoái rồi. Đây con đó con á. Cá bự đàng hoàng bự hơn cái này. Mà cò nãy ăn nó vô rồi. Hay đậu. Chết luôn rồi. Mày cá bưởi. Lúc ở giữa cái này thằng ơi. Ờ chống em ơi, có ghe luôn nè em ơi. Có ghe luôn nè. Trời ơi. Ủa mà ở đâu rồi? Mới té này nè. Nè mới dây cho. Kiếm ghe đó đây. Cái bóc luôn. Để nhìn cho nè, em lặn đi. Lặn đi. Cái tàu ngang. Ờ nhìn đó xuống đó đó. Nhìn vòng đó đó. Ở trong này nè. Tại vì cái tàu đó tàu ngang. Hả? Tàu ngang nó phóng lên bắn rớt xuống. Em sợ nó vô mé rồi nó lủi vô con ấy kìa. Hả? Em sợ nó vô mé rồi nó lủi vô con bò đó. Lủi đâu đuổi bắn ngay cổ ngay đầu mà lủi gì rớt sắp sắp luôn mà. Rớt sắp chắc không lủi đâu. Nhìn này. Để anh dòm cái này. Nó phóng lên mà phải không? Phóng lên nó bay á. Thì bắn ngay đầu nó mà. Chết rồi, con nó chết rồi đó. Không chắc gì đã chết đâu. Tiếu dữ vậy.
Không thấy hả? Ê! Cái gì? Ê! Cái gì? Nó đây nè. Chết chưa? Nó ngủ tỏi nó rồi. Ôi ơi. Nó nằm chỗ này phải không? Đúng rồi, cái chân luôn. Tiếu thiệt chứ. Trời, cái này nhựa không vậy? Anh ơi, bờ làm dễ hơn cái này anh ơi. Em bẻ cây chuyền lên cái. Cái này mũ không mọi người ơi. Mép. Trời, phóng lên chết này mọi người. Cây này mũ nhựa không mà khó chịu quá. Không biết có độc không? Không biết cái này có độc không? Nhưng mà cảm thấy nó hôi. Bự không? Bự. Nắm dây lên, phóng lên cái kéo này nổi. Trời ơi trời, nó bự kìa. Ngay đầu mà. Ngay đầu. Cười chứ. Rồi tiếp anh em ơi. Hên có xuồng. Em phóng lên em mới kéo lên được. Anh xuân 18. Rồi. Nó sẵn xuồng luôn. Này sạp. Còn nữa. Tiếp. Giỡn mặt bắt lại anh. Trời ơi trời. Cỏ đi mày. Xuống đi. À, trời. Mày quá anh ơi. Ghê thiệt trời. Bỏ vô đầu ở đây, vô đầu đi. Có. Vô kê. Giữ tay này vậy. Để em xuống. Cái này cao dữ trời. Trời, tụt xuống luôn, Em hỏi gì bên đài này anh sao hả? Anh dữ trời. Du kế. Em phải thanh kiều and you. Em phải thanh kiều and you. Thấy chưa? Con này mới ngọt nè. Sao em lên? Nắm tay cho lên kìa. Nắm tay em. Em bắt chớn chạy lên mà em kêu anh nắm sao được. Cái này đâu có bắt chớn được. Cái cây này nó yếu xịu à. Bảo em chạy anh nè. Tới. Ừ, đúng rồi, anh ba hay đó. Ba thông minh. Đúng rồi, chỉ có thể là anh ba thôi, không có anh ba là sao anh thật. Trong ba là chúng ta không có làm gì được hết. Bữa nay gặp con là giết con đó. Tại này mình bắn một quận trong cái đầm này ra, một cái này nè. Hơn 1 kg cá thò lòi nha mọi người. Bên xe của anh B nữa. Nãy quay cái được hay không? Xe anh B, anh ba nữa. Quá trời cá lên. Nhìn em tặng. Có, bên kia có chỗ rửa điểm lắm. À, tới chỗ sinh tồn nghe anh em. Bảo anh ba. Chỗ này là qua bài rồi. Nè, kiếm gì chùi cái mặt bằng ở đó rồi để chim lên. Chỗ này em qua mình với Tứng sinh tồn này, dắt anh ba với B với mấy anh em này lại sinh tồn nè. Chỗ này đẹp. Khoai lang hôm qua tôi dự trữ ra nghe. Để sẵn luôn. Của tôi đó, Cá chắc 2 kg à. Có bạn ngồi luôn nha. Trời ơi, ở đâu vậy? Đâu kể người ta. Quá tay rồi. Quá tay rồi. Ủa nãy thấy dụng cá đó nhỏ nhỏ không mà? Nói gì kể người ta? Ôi trời. Ủa, anh em nhìn nè anh em. Bề bắn cá. Nãy thấy dụng cá cạn nhỏ nhỏ không hả anh em? Hôm nay ăn sao hết. Lỡ xuống quá trời ơi anh em ơi. Bề bắn cá. Cái này là tem của mình với Bảo Nghĩa. Được 1 kg mấy anh em. Mình với Bảo. Tem này, cái này là của Sầu Ca với Tính Già. Còn cái này là của Tiệm B. Bố trí xong xuôi hết cái mình quay tiếp cho mình xem rồi. Rồi, nãy giờ mấy anh em chia công việc hết.
Bê với chọn mình đó rửa cá anh em. Bên đây làm anh em mình nhổ lông, anh Ba với Bảo với nhổ lông. Này mới xài anh em. Giờ sầu ca thì chuẩn bị lửa anh em. Rồi cái bếp than này hôm qua là mình đã nướng với Tấn rồi, giờ là mình phải dọn nặng mình đốt lại mình nướng anh em. Than này còn nhiều lắm, mình phải đốt. Phải dọn lại rồi mình để mình đốt anh em. Mấy cục đá nhỏ nhỏ này hồi mình tấn ra đi. Chỗ này là sinh tồn mà đẹp. Nhìn nhà mình trắng. Giờ mình sẽ đốt than chỗ này. Chỗ này thì được cái làm mát. Như này có cây nhiều quá nè. Đây, mình sẽ đốt lửa chỗ này nè. Bãi này mấy anh em mình thường thường hay xuống đây săn rồi. Nhìn thấy không? Mày tấn tấn gì mới được. Rồi mình sẽ đốt than. Thì mình sẽ gom cái này nè. Mét này nè. Này mình sẽ đá dưới này nè. Cái này có sẵn nghe tự nhiên. Nắng mưa gì dưới này nó cũng khô, nó không nào ướt hết. Cái củi này hồi mình đốt nha. Mình sẽ đập nó ra nữa. Cái này bự quá mình đập nữa. Đám lên được rồi là nói vậy, mất lại mà hên không mất lại đợt này bị. Chỉ cần hiểu cảm giác của anh mà bắn con cá phi 1,2 kg không? Anh nữa năng con cá phi 4 phi của cưng cần cầm ạ. Con rồi đã thật rồi. Anh B. Bắn cá phi nhìn như thế tượng kìa. Mà sao mới kinh. Anh nhìn thời gì nước nè. Nó cá phi nó ngon. Thì giờ chắc hiếm rồi. Đã không? Thịt nó dễ khắc chẳng thiếu. Sao mấy quỷ nó sống được tới giờ nó bự dưới cái ta? Thì đó. Con khôn. Câu đâu ăn? Đâu ăn câu? Lưới vô dính. Nhưng mà mũi tên thì khỏi chạy. Rồi thấy bỏ chim gà bớt rồi. Rồi nửa tiếng hồ rồi cuối đất luôn á. Thấy bỏ chim gà bớt rồi sẽ ăn không hết đâu nghe. Đem về nướng á, chứ đem về là nướng cái nữa thì đâu ngon rồi, đâu ngon lành gì nữa. Thì hơi gút đi, ngắn. Cút bớt thì chậm rồi. Hỏi bảo không? Mấy con cu à? Ừ. Cút mấy con gọi đi. Ừ. Cút mấy con gọi đi. Em có đâu? Rồi sao ăn con cá phi mà ghĩa gì? Lòng tông ghĩa kít vậy? Dạ dạ. Cút mấy con gọi đi. Sống rồi. Còn sống, cá này còn sống. Cút 2-3 sâu rồi đó. Cá là sỏ cây lại vậy nhỉ? Thì ban cò thôi, còn mấy con cu ăn. Ừ. Nói ngán lắm rồi. Nước đó thôi. Chứ ăn không ăn nổi đâu, tôi thiệt. Chịu đem về nhà bớt. Nhiều cá nữa đủ no nóc hết trơn à. Anh em nha, anh em lo chưa chứ để anh em la làng nha. Bảo à. Được chưa? Là bảo này nặng nhất. Em có khoai. Đập trả. Chả bao chả chả bị khoai kìa. Khoai không chở ngồi ăn bữa than. Khoai béo ghê ha, hôm qua thơm. Hôm nay em ăn cá phong cách bình Mỹ.